Quy ơi, nay con thấy được video này á, con về với gia đình nha con. Chơi với mẹ ông bà nội á. Trời kiếm con quá trời con ơi. Kiếm con mấy bữa nay khổ dở lắm. Con quay về với cha mẹ nha. Con thấy được video này con về nha con. Dạ rồi, em xin phép chào anh trai. Anh trai có thể giới thiệu là anh tên là gì và đến từ đâu? Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Phú. Em đến từ ấp 2 xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang anh. Là anh mới ở từ Tiền Giang, Dạ. anh lên Bình Dương. Dạ. Anh đi hồi nào? Em đi lúc hồi 7 giờ sáng anh. 7 giờ sáng hả? Dạ. Hôm nay anh về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây anh trai? Tìm con gái em là Nguyễn Ngọc Thanh Di anh. Bé nhiêu tuổi rồi anh? Dạ, 15 tuổi anh, sinh năm 2009. 2009, 15 tuổi. Bé bỏ đi ngày nào? Dạ, bé bỏ đi lúc 18 giờ 30 ngày 30 tháng 4 anh. Vậy là ngày hôm kia. Dạ. Khi đi là bé có mang theo thứ gì đi không anh? Dạ, ông anh chỉ có đem cái điện thoại à. Quần áo gì không? Có một bộ đồ duy nhất anh. Tiền bạc điện thoại gì không? Dạ không có luôn, có đem điện thoại thôi, tiền không có đem trong mình, không có tiền, không có tiền 1.000 nữa. Con nhà mình là con thứ mấy trong gia đình đây? Dạ con thứ hai. Bé còn đi học không ạ? Dạ còn học anh, mới mới thi lớp 9, học được lớp 9 rồi mới thi xong. Trời đất ơi, vậy là vừa rồi là nghỉ lễ. Dạ. Bé ở nhà có sử dụng điện thoại nhiều không anh trai? Dạ bình thường có anh. Có lẽ thường xuyên lên các trang mạng xã hội chơi không? Dạ có, lên TikTok rồi á. Nó có xài Facebook nữa mà hai vợ chồng em không biết. Anh được mấy người con? Dạ hai người con. Bé này là bé lớn ha. Dạ. Cái tình trạng học lực của bé có tốt không anh? Dạ cũng tốt anh, mới thi xong thì vừa hôm qua ông thầy cũng có điện hỏi thăm, cũng nói là nó chiếc này nó thi cũng được loại giỏi anh. Vậy là kết quả tốt đúng không ạ? Dạ. Trước cái ngày 30, vợ chồng anh chị có la dầy gì bé không? Dạ không anh. Hai chồng thương cháu lắm. Gia đình nhà mình có xảy ra cái chuyện gì không? Dạ không. Vậy lần này bé bỏ đi là theo như bản thân anh là cha thì anh nghi ngờ con nhà mình đi vì điều gì? Dạ bị có thằng đó nó ở Cà Mau anh, mà nó cũng như nó có qua lại, nó điện thoại qua lại với gái em mà em cũng không biết á, như mối quan hệ là như là bạn bè hay sao á, nó Lâu quen. chưa anh trai? Nghe bạn nó mới nói đây thì quen cũng lâu rồi anh, mà nó Trời giấu gia đất đình không ai biết hết ơi, trơn á. mới học lớp 9 mới tí tuổi mà đã quen rồi hả? Dạ Vậy là quen, cái này là quen trên mạng chứ đâu phải quen ở ngoài đâu. dạ đúng rồi, quen trên mạng. Con nhà mình xài điện thoại thường thường thì một ngày là bao nhiêu tiếng đồng hồ? Dạ, sáng đi học về thì tới 11 giờ rưỡi về là bắt đầu ăn cơm nước xong chơi điện thoại luôn anh. Chơi rồi thỉnh thoảng dùng cũng có ngủ. Là chiều có đi học không? Dạ chiều không có học. Anh chị là cụ thể là làm công việc gì ở quê? Dạ em thì vợ chồng em thì làm vườn anh. Là mình cũng sáng đi tối về đúng không? Dạ vợ em thì làm công ty, còn em làm vườn với cũng có chạy xe thêm á. Nhưng mà mình là sáng đi tối về phải không? Dạ. Là con là ở chung với gia đình nhà mình đúng không? À đúng rồi anh. Theo như anh thì con nhà mình có ngoan không anh? Dạ ngoan, bé nhà ngoan lắm. Bé ngoan hả? Dạ ngoan mà cũng hiền anh, hiền quê rồi, ở lắm. Trước giờ con nhà mình đã từng bỏ nhà đi lần nào như lần này chưa? Dạ chưa. Và lần này lần đầu tiên. Lần này lần đầu tiên. Sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an ở Tiền Giang chưa? Dạ có rồi anh. Báo rồi đúng không? Dạ. Anh tới giờ phút này anh đang sợ nhất con mình gặp điều gì đây? Em sợ là bị dụ dỗ bắt cóc anh, nó bán qua biên giới. Mình biết được cái thông tin rằng là con nhà mình là có quen cái bạn trai và Dạ. đặc biệt là quê ở Cà Mau. Dạ. Đúng không Dạ. ạ? À, thông tin của bạn trai đó tên là gì? Nó để trong Facebook của nó là Bảnh Đai anh. Mình có biết tên không? Dạ không. Có hình ảnh không? Có cái hình ảnh của nó. Tí anh gửi hết thông tin cho anh em để Dạ. anh em có cách có hướng để đi tìm. Dạ. Khi mình biết được là mình mới biết đây thôi đúng không? Dạ mới biết đây Tức anh. là con nhà anh đi thì anh mới biết là con nhà mình quen bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Ở nhà thì con thường xuyên tâm sự với anh hay là tâm sự với bà xã? Dạ tâm sự với bà xã em, mẹ của nó. Trong thời gian gần đây thì anh có thấy con mình có dấu hiệu gì bất thường không? Dạ cũng không có anh, nhưng mà mới có chỉ có cái là hôm đó nó có mượn cung dây chuyền của mẹ nó đeo vậy đó, rồi tự nhiên tới bữa đi, tới bữa chiều đi á, là sáng trưa là nó lột nó trả mẹ nó rồi, hình ảnh đồ của nó là nó gom đi hết anh. Mượn dây chuyền của mẹ đeo để làm gì? Dạ đeo chơi á, Con nhà mình dây dây bạc anh, chứ không có phải dây thiệt nữa, dây cũng như bạc chơi bạc kim vậy đó. dạo gần này có hay sửa soạn không? Dạ không, nó không có sửa soạn anh, cũng bình thường lắm.
Có bao giờ mà anh chị nghe được con gái nhà mình nói chuyện điện thoại với bạn trai đó không? Dạ không, không thể nào biết luôn. Vậy là chỉ nhắn tin. Dạ chắc nó nhắn tin rồi của em cũng không có biết nữa. Con nhà mình có chơi game không? Dạ có luôn. Có chơi game online không ạ? Dạ có, thỉnh thoảng thấy nó có chơi anh. Anh có nghe nói chuyện trong game không? Dạ có luôn. Có đúng không? Dạ. Thật sự rất khổ. Đây lại một trong những cái lý do mà thường xuyên các con bỏ nhà đi. Nguyên nhân chính là do chơi điện thoại anh ạ. Dạ. Bạn là quen bạn trên mạng xã hội. Dạ. Mà trên quen trên mạng xã hội thì quen bạn có thể là bạn tốt, có thể là bạn xấu. Và đa số là các bé bỏ nhà đi là nguyên nhân chính là bị bạn bè lôi kéo rủ rê đi. Dạ. Và thậm chí lần này con nhà mình có thể là quen cái bạn này rất lâu rồi mà ba mẹ không biết. Dạ. Anh và chị có quan tâm con Dạ cũng có anh. Chiều không? về thì cũng lo cho nó đầy đủ hết trơn. Vậy là trong từ ngày 30 cho tới giờ thì anh chị tìm con ở nơi nào rồi? Dạ tìm báo công an chính quyền địa phương ở dưới rồi với đi kiểm tra xin nhà dân mấy cái camera của nhà dân quay ra lỗ anh. Mình Quay có nắm bắt được cái thông tin gì không? dạ chỉ coi được cái trích xuất camera là chỉ có chiếc taxi của hãng Mai Linh á, nó chạy nó đưa rước bé. Trời đất ơi, vậy là theo như anh có nghĩ rằng con nhà mình book được xe không? Đặt được xe tới không? Dạ, em nghĩ là nó không có đặt thôi. Vậy là có đối tượng khác có Dạ. thể là đặt sẵn xe cho bé, Dạ. lên kế hoạch xúi giục bé, dụ dỗ bé bỏ nhà đi. Dạ. Anh hãy nói một cái điều gì đó với con gái của anh đi, hy vọng con gái của anh xem được video này để sớm quay trở về. Anh nói đi. Quy ơi, này con thấy được video này á, con về với gia đình nha con. Về với mẹ ông bà nội á. Trời kiếm con quá trời con ơi. Kiếm con mấy bữa nay khổ dở lắm. Con quay về với cha mẹ nha. Con thấy được video này con về nha con. Về đi cha, mẹ thương con lắm, không có la gầy con đâu. Về để con đi học nữa. Dạ. Hy vọng con gái xem được video này, thấy ba của con từ Tiền Giang chạy lên Bình Dương để nhờ các chú đội hiệp sĩ với Thanh Hải đi tìm con. Thì con đang ở đâu đó sớm quay trở về đoàn tụ với ba mẹ. Nếu tới trường hợp tới giờ phút này mà con bị đối tượng nào khống chế rủ rê ép buộc không cho con về thì con hãy thật bình tĩnh, con gọi về số của các chú các bác công an trước là 113, sau đó thì con liên hệ về số của các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Các chú sẽ có cách và sẽ có mặt ngay lập tức để đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái. Còn nếu mà con ham chơi ham vui nghe theo lời bạn bè thì chú mong rằng con gái hãy nhanh chóng quay trở về để cho ba mẹ yên tâm hơn để tiếp tục cấp sách tới trường. Bởi vì từ ngày con đi thì cả nhà cả gia đình đều rất lo lắng, bỏ hết công ăn việc làm. Nên mà con gái đâu đó thì con gái hãy sớm quay trở về đi. Còn đối tượng nào, thậm chí là thanh niên nào mà đang dụ dỗ bé bỏ đi hoặc đang chứa chấp bé đã và đang có ý định xấu gây ra cái hậu quả nặng nề với bé, thậm chí là bắt ép bé làm những công việc nhạy cảm thì hãy nhanh chóng thả bé về. Còn nếu cố tình ngoan cố không thả thì chắc chắn cái khung hình phạt sẽ rất là lớn, sẽ phải bóc lịch rất là nhiều năm. Bây giờ anh cho cơ hội mấy ngày, nếu thanh niên này đưa con gái nhà mình về thì mình sẽ bỏ qua. Cơ hội mấy ngày anh Trong vòng 1 2 ngày tới lại thôi. cho? Cơ hội chỉ những ngày hôm nay và ngày mai thôi. Dạ. Nếu thanh niên mà dẫn con gái nhà mình đi biết sai mà sửa được con gái nhà mình về thì mình hoan hỉ, mình bỏ qua cho người ta. Còn nếu cố tình mà không thả con gái nhà mình về, khi anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được thì mong rằng anh phải bàn giao cho bên cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết anh nhá. Dạ. Cho thanh niên này đi bóc lịch luôn Dạ. nhá. Dạ. Cái trường hợp mà gây ra cái hậu quả nặng nề với con gái nhà mình thì chắc chắn là cái khung hình phạt sẽ rất là lớn. Trong thời gian vừa qua thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng cho rất nhiều thanh niên đi bóc lịch rồi, vì cái tội là gây ra những cái hậu quả nặng nề với trẻ em dưới tuổi vị thanh niên. Con nhà mình cũng đang trong cái trường hợp trẻ em dưới tuổi vị thanh niên, bé mới 15 tuổi nhá. Cái sự việc của anh thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Anh cũng cố gắng nhá. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như đưa bé gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình và tiếp tục con đường cấp sách tới trường. Thì hôm nay anh về đây thì anh em giúp đỡ anh, giúp đỡ gia đình là hoàn toàn miễn phí anh trai nhá. Dạ. Và em không biết nói gì hơn để chúc cho anh trai là về Tiền Giang Thượng Lộ bình an, và cái điều đặc biệt là con gái anh sớm quay trở về một ngày gần nhất. Dạ. Hôm nay anh về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con.
Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Dạ em đồng ý anh. Dạ rồi thì em xin phép chào anh. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.